nhớ buồn, làm con phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra người ơi trên đời nhớ công người nuôi dưỡng đó mới là hiền nhân vì đâu anh nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta uống nước nhớ làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy nhớ nguồn làm con phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra người ơi làm người ở trên đời nhớ công người nuôi dưỡng phải hiểu công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thank you.
thưa anh ơi, đem cái áo. Kính thưa toàn thể quý vị nhà tang viếng, trước khi đưa vào tù bà Đỗ Thị Hồng như là Nhật Quang, cũng thưa chư tăng cùng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi những điều rủi ro tai hại và kế tiếp mở khóa kinh cầu siêu đến hương linh của cụ bà để cụ bà được siêu sanh về nơi nhàn cảnh do nhờ năng lực pháp bảo. Vì mời toàn thể quý vị chúng ta đứng hay là ngồi, chúng ta giữ thân khẩu cho được trang nghiêm và cố gắng giữ tâm cho được thanh tịnh để cung thỉnh khi đang cầu kinh cầu an trước và kế tiếp hiệp cầu kinh cầu siêu sao. Vì cung thỉnh khi đang mời quý vị. Sa ke ca me cha ru pe ke ri se ca ra ta me chan ta le ke vi ma me ni pe ra the cha ke am khe ta ru pa na ke ha me ve ha va tom hi ke te bu ma cha yam tu te va cha la ta la vi sa me ya ka ga ta pa na ke Santo Sago Jesu Peru Jabakai Joja Sala Bukabuante Santran Tejo Jani Perta Jike Jipana Putan Pita Santa Pevanto Sukhidon Kana Paro Paran Nikum Pekan Yati Manye Jikye Rosana Parikasanya Nanya
Hãy subscribe
Trong lúc ấy do cái nghiệp lực chúng sinh đó thì thọ sanh cảnh giới khổ là bốn khỏi khổ là ngã quỷ xuất sinh trong Atula địa ngục. Riêng người nào có trí tuệ có sự hiểu biết đúng đắn, cố gắng giữ giới hạnh, cố gắng làm phước tạo phước và cố gắng ngồi tịnh tâm, trong lúc mà cái tâm nó không có phiền não, cái tâm nó được trong sạch là do cái năng lực có giới hạnh. Trong lúc mà chúng ta có giới hạnh được trong sạch rồi, chúng ta ngồi tịnh tâm ít tâm phiền não, cái tâm phiền não nó ít. Và trong lúc ấy mà những người cái cận tử mà những người mà gần chết á, do cái năng lực cái đức hạnh có phước báo do sự tu tập, những người đó đi trong lúc mà hết tuổi thọ đi thọ sanh cảnh giới cao cõi người hay cõi trời hay là cõi niết bàn, đó do cái năng lực mà cái phước báo hộ trì bảo vệ. Thành thử ra chúng ta sống trên thế gian này, kính thưa quý vị, không có chỗ gì nương tựa bằng cái đức hạnh, không có gì chỗ nương tựa bằng cái phước báo và sự tu tập của chúng ta. Dù có cái như là tài sản thân bằng quyến thuộc có thiệt, nhưng mà trong lúc chúng ta ra đi, như là con cái vợ chồng cũng không tiếp giúp được chúng ta, dù như là thân bằng quyến thuộc cũng không tiếp giúp được chúng ta. Chỉ có phước báo, chỉ có đức hạnh mới cái hành trang để bảo vệ chúng ta trong lúc mà chúng ta lìa bỏ thân xác này. Kính thưa quý vị, ai tất cả chúng sanh sanh lên trên thế gian này ai cũng không tránh khỏi sự chết, sớm hay là muộn, như là chết sớm hay là chết muộn, mà chúng ta không tránh khỏi được, có sanh phải có tử. Đây là định luật tất nhiên của tất cả chúng sanh sanh trên thế gian này, dù là có người, có ngã quỷ, xuất sinh, Atula, địa ngục hay là chư thiên, chư phạm thiên. Như là xuất sinh gì nó đó, trong lúc mà sanh lên trên thế gian này rồi, trong lúc mà hết tuổi thọ, hay là do cái năng lực, cái nghiệp nặng, như là đến để mà chiếm đoạt, như là cái mạng sống của chúng sinh đó, cái đại hết tuổi thọ đi. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta sanh lên trên, trong lúc mà sanh lên trong bụng mẹ, chúng ta đến cũng hai bàn tay trắng, mà chúng ta ra đi cũng hai bàn tay trắng. Giống như cụ bà đây, cụ bà trong lúc cụ bà lâm chung có đem được của cải tài sản gì không? Không. Nhưng mà nếu mà bà, cụ bà còn sống, nếu mà cụ bà tích lũy được cái phước báo, đó là cái hành trang để bảo vệ cụ bà không thọ, không cho thọ sanh trong cõi khổ hay là ngạ quỷ xuất sinh Atula địa ngục. Nếu mà cụ bà có phước đặc biệt á, thấy không? Nó còn nếu mà cái phước đó là do mình. Vì tất cả chúng sanh sanh lên dù trong cõi giới nào là do cái năng lực, cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện là sự tốt lành mình làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý tốt. Thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp. Cái nghiệp này chúng ta làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Nếu chúng ta làm thiện nghiệp, làm nghiệp tốt lành này, trong lúc mà chúng ta lâm chung do cái năng lực, cái thiện nghiệp để bảo vệ hộ trì mình. Còn trái lại, nếu mình làm bất thiện nghiệp hay là tạo ác nghiệp, trong lúc mình hết tuổi thọ, do cái năng lực, cái nghiệp đó đưa đẩy mình đi thọ sanh cõi khổ, đó là do mình tự tạo, không có ai thay thế mình được. Thấy được cái pháp đó là mình dứt được, hay là mình giảm đi cái tâm tham, cái tâm như là khao khát thèm muốn. Nếu cái gì tham vọng nhiều, cái gì đau khổ nhiều, cái gì tính, cái gì quan sát trong tâm của cái gì tham muốn nhiều, khao khát nhiều, thèm muốn nhiều, là tham vọng nhiều, cái gì đau khổ nhiều. Mà cái gì dứt được cái tâm tham vọng, cái tâm thèm muốn, cái tâm khao khát là cái tâm cái gì được an nhàn nhiều, an nhàn được an lạc nhiều. Cô sa la tham ma, cô sa la tham ma, áp ye ca ta tham ma, so ca ye ve ta ne ye sa ta ye ta tham ma, to ca ye ve ta ne sa ma ye ta tham ma, na to ca ma sa ta ye ve ta ne ye sa ta ye ta tham ma, vi ca ca tham ma.
Thank you.
Vâng, và lễ tạ thành Phật đã xong, kính mời con trai đứng trước linh sàng để thù hiếu. Gia đình cử lấy một người chân cho một bó hương. Anh em trong dòng tộc nội ngoại của Hoàng Nghiêm có tuần hương thơm đến để thăm viếng ông linh hồn cụ và có lời chia buồn đến toàn thể gia đình để tưởng nhớ ông linh hồn cụ, toàn thể con cháu anh em để phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Niệm đã được trôi qua, xin chân thành cảm ơn gia tộc họ Nghiêm. Kính mời gia tộc họ Nghiêm lại bàn xây chầu nước để chia buồn cùng đại gia đình tăng quyến. Thank you.
6, Lực Liên, huyện thôn Phú Hòa, Bình. Xin kính mời một vị đại diện cho đoàn nhân thất tuần của Hương Thương. Thank you.
Ban tang lễ, kính thưa toàn thể gia đình, thưa nhà giáo Đỗ Thị Hồng, hôm nay nghe tin đồng chí từ trần, chúng tôi trong ban chấp hành và toàn thể hội viên cựu giáo chức xã Hưng Ngải vô cùng thương tiếc, đến gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và có nén hương thơm vĩnh biệt đồng chí, mong đồng chí hư thoát. Trước giờ ly biệt, chúng tôi xin được một phút mặc niệm tất cả quý vị. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Kính thưa toàn thể gia đình, gia quyến của cụ, được tin cụ 250 về với tổ tiên, chúng tôi tập thể lớp D khóa học 1972-1975, người bạn của con rể cụ, đến có nén hương thơm vòng hoa thắm thắp hương tiễn biệt cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và toàn thể gia quyến của cụ. Để tưởng nhớ tới hương hồn cụ, một phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, xin chân thành cảm ơn kính mời đoàn các bạn đã đầu tư rất là chia buồn cùng tăng quyền.
Thank you.
Chúng tôi đại diện cho thôn cư dân cư số 4
các ban ngành xin có một tuần hương thơm và kính gương nguồn cội. Qua đây chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi tới toàn thể gia đình và thân quyến để thưởng nhớ cụ. Chúng tôi dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
trình lễ truy điệu, lễ an táng cụ Đỗ Thị Hầm, hội viên hội người cao tuổi thôn dân cư số 4, hưởng thọ 84 tuổi, xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu trong phòng tang lễ, kính thưa các đồng chí thay mặt cho cấp ủy, chi bộ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân thôn dân cư số 4. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa có mặt trong phòng tang lễ hôm nay. Giờ này mọi người đã tề tựu đông đủ đứng trước linh sàng cụ, xin thắp tuần hương thơm thành kính vĩnh biệt trước lúc tiễn đưa thi hài cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vương Quốc Duyên, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, nên thắp tuần hương thơm vĩnh biệt cụ. Xin trân trọng kính mời. Nén hương thơm, lòng tưởng nhớ vô cùng thương tiếc lúc tiễn đưa. Tuần hương thơm từ nay ly biệt, tiếc thương người ở lại người đi. Náo nùng trước cảnh phân ly đôi đường, hương thơm thấu đến cửu trùng, tiễn người về với quy cùng tổ tiên. Than ơi, luật tạo hóa âm dương có độ, lẽ tử sinh là quy luật ở đời. Hôm nay cụ đã qua đời 84 tuổi, lộc trời đã ban. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, tình xóm làng rào rạt nhớ thương. Lòng thành thắp một tuần hương, điếu văn một bài nhớ thương khôn cùng. Kính thưa quý vị đại biểu trong phòng để tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu bà Cấn Thị Dần, trưởng ban lễ tang, lên đọc lời hiếu. Trân trọng kính mời nàng. Kính thưa các đồng chí thay mặt cho cấp ủy, chi bộ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành và nhân dân thôn Bôn. Kính thưa các ông bà đại diện cho các cơ quan đơn vị trong và ngoài xã, thưa gia đình đang chủ. Kính thưa hương hồn cụ Đỗ Thị Hầm kính mến, giữa lúc cán bộ và nhân dân thôn Bôn đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng một mùa xuân mới, xuân Nhâm Dần 2022, thì bùi ngùi xúc động nhận được tin buồn vô cùng thương tiếc. Cụ Đỗ Thị Hầm không còn là cụ cả chút hơi thở cuối cùng, ra nơi trần thế vật cưới gia tiên tổ, nơi suối vàng ăn dốc ngàn thu, đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, con cháu, anh em họ hàng, nội ngoại tộc. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Bốn, xin gửi tới gia đình tang chủ lời chia buồn, lời thăm hỏi, thông cảm sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị trong phòng tang lễ, cụ Đỗ Thị Hồng, sinh quán xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chú quán tại xóm Đông Thanh, thôn Bốn, xã Long Ngạn, Thạch Thất, Hà Nội. Cụ là hội viên hội cựu giáo chức, hội viên hội người cao tuổi thôn Bốn. Trong thời gian lâu, cụ đã được các con cháu, anh em họ hàng, nội ngoại tộc tận tình chăm nom chăm sóc, song vì tuổi cao sức kiệt nên cụ không qua khỏi và đã
tự trần vào hồi 1:05 ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 30 tháng 11 năm Tân Sửu, hưởng thọ 84 tuổi. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Đỗ Thị Hồng sinh năm 1938, cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, yêu cách mạng, được bố mẹ nuôi dưỡng và trưởng thành. Năm 1958, cụ được bố mẹ nuôi cho đi học nghề sư phạm. Năm 1962, cụ là giáo viên dạy trường phổ thông cơ sở cấp 1-2 Cái Nọ. Nguyên là phó hiệu trưởng của trường. Năm 1960, cụ xây dựng cùng với cụ ông. Năm 1968 đến năm 1975, cụ vừa dạy học vừa nuôi con nhỏ, động viên chồng tham gia kháng chiến ở chiến trường quê. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 1975 đến năm 1988, cụ tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ để chồng yên tâm công tác tại trường đại học Nguyễn Ái Quốc. Năm 2002, cụ được nhà nước cho nghỉ hưu và cụ tham gia vào hội cựu giáo chức của xã. Bản thân cụ lúc còn đương thời là một người phụ nữ trung hậu, đảm đang lo toan gánh vác mọi công việc gia đình, cụ đã được nhà nước tặng huy hiệu vì sự nghiệp giáo dục và thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì. Kính thưa quý vị đại biểu, trong phòng tang lễ 84 lớp thang của cả một cuộc đời, từ lúc trẻ trung cho đến khi đầu bạc, cụ là hiện thân tiêu biểu của người phụ nữ của Việt Nam, con cháu bà Trưng bà Chiểu với tình nhân xóm quê. Cụ là người bạn gần gũi, tin cậy, quý mến. Những khi hoạn nạn, trong mái ấm gia đình, cụ luôn là người con vâng hiếu thảo, người vợ, người mẹ hiền, thủy chung, được đức độ nhất là khi cụ ông đổ qua đời. Năm 1989, cụ và các con cụ đã mất đi một chỗ dựa vững chắc của cuộc đời, một nỗi đau tinh thần không gì đắp được. Nhưng cụ đã nén đau thương vượt qua tất cả để nuôi dạy gái trai mình về gia thất. Và cho đến nay cụ đã có 2 người con trai, 3 người con gái và 14 cháu chắt nội ngoại, thương con chỗ rất mệt nặng. Miếng cơm vật lệ mẹ dành cho con, tô vò lòng mẹ héo hon, thương chồng vất vả, thương con giả khờ, đau đớn thức trắng mẹ chờ, đàn con lớn từng giờ mẹ vui, dưỡng nuôi trai gái nên người, góp công hiến trí xây đời để tư. Các con trai, con gái, con dâu, con rể của cụ đều là những người làm cán bộ công nhân trong các cơ quan nhà nước, dù làm gì ở đâu trên cương vị nhà, các con, các cháu của cụ cũng đã là và đang vì kế thừa truyền thống của ông cha, mang lại để ban cho bản thân, gia đình và đôi bên nội ngoại. Để đến hôm nay, khi nên nhân cây đức đã cao, tình cha nghĩa mẹ đã vào lời ca, trai hiền gái gái trai hiếu nghĩa, gái hiền hòa, dễ dâu cháu chắc, tuy hoa thắm cảnh, nhưng cũng kể từ hôm nay gia đình thiếu vắng người mẹ, người bà, người cụ hiền lành đức độ, cán bộ và nhân dân trong thôn, mất đi một người công dân gương mẫu, gia đình và dòng tộc mất đi một người thân thương nhất, xã hội mất đi người phụ nữ tiêu biểu, phải chăng sinh tử và là quy luật của tạo hóa. Bóng hạc xê mây về cõi Phật, để lại trần gian phút
cháu con, phúc cháu con trên trần thế vô cùng thương tiếc, dưới suối vàng ăn dốc ngàn thu. Tấm cụ nay cháu con cửa nhà lạnh lẽo, người viếng thăm ruột héo gan sầu, cơ sở chính quyền nghĩa thủy chung, lòng thành kính kính chúc cụ ngàn thu vĩnh biệt. Đệ tượng nhớ cụ trước lúc tiện đưa thi hài cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đề nghị mọi người trong phòng tang lễ hãy dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây, tôi xin kính mời đại diện cho một vị gia đình đại diện nên có đôi lời cảm tạ. Kính thưa đại diện các ban ngành đoàn thể xã Hương Ngàn, kính thưa các vãi, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa các bác, các chú, các dì, các cô, anh, em, họ, hai bên, cùng đại diện các cơ quan đoàn thể có mặt ngày hôm nay. Thưa quý vị, mẹ con được làm dâu dòng họ Nguyên trên 60 năm và có mặt ở ngôi nhà này cũng 60 năm. Hôm nay chúng con đứng tại đây thật ấm lòng khi được sự đùm bọc che chở trong suốt 60 năm qua dành cho mẹ con chúng con, gia đình chúng con an lành sống tại đất nước, tại mảnh đất thân yêu này. Và ngày hôm nay trước giờ phút chia tay, đưa mẹ con về cõi vĩnh hằng lại được che sở đùm bọc yêu thương của dòng họ, của các ban ngành đoàn thể, của các cô các chú các bác nội thất và tất cả có mặt ngày hôm nay để đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút xúc động này, con xin không biết nói gì hơn, xin được cảm tạ tất cả. Và trong lúc tăng gia bối rối không tránh khỏi nhiều sơ suất, kính mong được sự lượng thứ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu trong phòng tang lễ, giờ phút chia đi âm dương đôi ngả từ đây, thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng kính mời quý vị cùng với con cháu, anh em, họ hàng, nội ngoại tộc tiến đưa thi hài cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Đồng Nội. Cho phép tôi kết thúc buổi lễ an táng cụ tại đây. Giờ chuyển kinh bắt đầu. Thank you.
Đoàn tổ chức lễ tiễn biệt xin phép được bắt đầu làm việc. Kính thưa ngoại cụ Đỗ Thị Hồng, kính thưa gia đình đang chủ của các vị quý khách, thay mặt các tập thể cán bộ công nhân viên đại hóa thân kính thưa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình đang chủ. Được cùng sẻ chia và nói lên nỗi niềm tiếc thương lòng kính yêu vô hạn trước niềm tự của cụ. Xin cầu chúc cụ an giấc ngàn thu, linh hồn nơi cửu nguyên được viễn du tiền cảnh. Vĩnh biệt cụ, xin đề nghị tất cả chúng ta kính cẩn nghiêng mình dành một phút cúi đầu tiễn biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu.
Thank you.
xong rồi để cho tăng cùng kinh rải thêm từ đến tất cả chúng sinh đây để xong rồi đưa mình cho em mê cha rupe kê rê sê kha ra ka đê chan ta lê khê vi ma nê tê bê ra thê cha ka mê ta ru va na ka ha nê a va tu mi kê tê phum ma cha yan tu tê va cha la tha la vi sa mê ya ka ka n tha pa na ka tân than ta san tê kê yang bu ni va ra va cha nang sa tha vô mê su nan tu tha ma sa va na ca lô a yam pha tan ta tha ma sa va na ca lô a yam pha tan ta tha ma sa va na ca lô a yam pha tan ta ya tum sang yo ya chư thiên ngự trên đuyền quăng cá châu vân nga ngự trên cây cối rừng rậm quăng ruộng vườn chư già xa càng tháng bạc giờ này là giờ nên nghe pháp bảo xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo lễ bái cung dường xin nhau vai lực cao là từ tay hai thấy điều diệt tận mây mọi pháp ba ra mạnh pháp ba ra mây nam pháp tư cánh ra đời tư cánh xuân gia tư cánh tu khổ hạnh tư cánh cảm xong rồi đại đức nam đa tụng kinh ba ra ba ca đề ma chọn đủ ba cánh na tại họ lãnh vai được kinh ba ra ta kinh ba ra ta đã làm ba ba điều thành quê xa lấy được nào tiên บูเรโรกามโนสะดมภิกขะสังไอมวลหันพุงจุงสันอยู่เอี้ยวมันเลิกหนอหวักจุงบินดาสันหวังเชื่อสันนะกันสาเข้ามาดึงลัวดาวลำเยาวเจอบักมันเดียวดีลึกแม่ยาวตินเทืองsuốt đời lo che chở đứa con một của mình hai phát tâm vô lỗ hải trên dưới và quanh mình không hẹp hòi quan thân tịnh phạm hạnh chính là đây ai xa ly kiết ly đường sanh tử pháp ấy để chung cho nhân luân và phàm thiên cả thấy các pháp hữu vi thật không bền vững nó có tánh sanh diệt là thoái là của ta này các thầy tiền hay nữa người đời có thể nói thế kia này các thầy tỳ khưu sắc của ta như thế kia này các thầy tỳ khưu tướng thiệt chẳng phải là của ta nên nó hằng chịu sự đau khổ lại nữa người đời không có thể nói xin cho tướng của ta như thế này xin đừng cho tướng của ta như thế kỳ quá khứ vị lai hiện tại bên trong bên ngoài thô thiển quy gần các tướng ấy đều chỉ là tướng thôi các ngươi nên xem tướng ấy bằng trí tuệ chân sạch thô thiển quy tê hèn hạ bậc quy cao thấy bằng trí tuệ chân sạch thấy đi khô các bậc thánh thanh quen được thấy và biết như thế rồi các ngài chán nản trong sanh chán nản trong thọ chán nản trong tưởng chán nản trong hành và chán nản trong tâm được giải thoát trí tuệ các bậc thánh thanh đã thành việc cần làm đã làm xong
không còn trở lui đời sống này nữa khi đang thuyết giảng bài kinh này. Nam anh em ngài Kiều Trần Avera Sukhay Hantosape Porathima Yanudisa Yasanta Avera Sukhay Hantosape Tekena Yatisa Yasanta Avera Sukhay Hantosape Tekena Yanudisa Yasanta Avera Sukhay Hantosape Pachima Yatisa Yasanta Avera Sukhay Honto sape pachimaya anudisaya santa avera sukhay honto sape untaraya disaya santa avera sukhay honto sape untaraya anudisaya santa avera sukhay honto sape ubarimaya disaya santa avera sukhay honto sape hetimaya disaya santa Avera sukhay honto sampe santa avera honto sukhita honto nidukha honto abhyabhaja honto anikha honto digayuka honto aroga honto sambhate hi samet chanto sukhay antanam pariharanto tungkha banta janan tungkha phaya banta janan phaya sokam banta Honto sape pe panino lẫn nhau hãy cho được sự an vui an nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam mà đừng có oan trái lẫn nhau oan trái lẫn nhau hãy cho được sự an vui an nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau hãy cho được sự an vui đừng cho oan chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng tôi vui thâu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh trôi lội thoát vòng nặng tai nguyện nhiều tăng chúng đương tài đạt thành thanh quả quang khai đạo lành nàng nguyện cho phần pháp thành hành năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phương bao vấn bền có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh đưa tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là từ phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng lên thân bằng quyên thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là pháp thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nỗi tâm trong ngày vị lai Itmina panya kamene upachya yekunottara acharyo takara chamita petape yame mangsorai